Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái máy cắt PCE khổ cắt A5 này. Thì khi mà nhận hàng thì các bạn sẽ thấy cái máy nó sẽ có hình dạng như thế này. Thì để cho nó gọn á, thì người ta thiết kế cái phần tay quay nó đưa vào trong như thế này. Thì khi chúng ta dùng ấy, thì các bạn bấm vào cái này nha. Xong rồi đây, ngửa cái phần tay quay ra. Đấy, cho cái phần tay này nó đi ra ngoài như thế này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được bình thường. Và khi muốn cắt gọn ấy, thì các bạn cũng làm cái động tác như vậy, bấm sau đó thì cắt nó vào như thế này thì nó sẽ gọn hơn so với việc là cái phần tay quay nó chia ra ngoài. Đây là cách sử dụng của cái phần tay quay. Khi mà nhận máy á, thì các bạn sẽ thấy nó có những cái phần, những cái chi tiết đi kèm như thế này. Đầu tiên là một cái tờ hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Trung, có một số hình ảnh hướng dẫn. Tiếp theo là 8 cái khuôn thép được tặng kèm máy như thế này. Đây chủ yếu là những khuôn để làm thiệp, có một số cái là hoa lá. Và có một sấp gồm có 10 tờ giấy in họa tiết. 10 tờ giấy in họa tiết định lượng chắc khoảng chừng 160 gì đó. Và phần quan trọng nhất là những cái tấm lót cắt này. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 cái tấm lót. Một tấm dày và hai tấm mỏng trong suốt như thế này. Hai tấm này gọi là hai tấm lót cắt. Còn cái tấm này là cái tấm kê ở bên dưới nha các bạn. Thì cách sử dụng nó rất là đơn giản, nó chỉ có 3 tấm này thôi. Cho nên là khi dùng thì chúng ta sẽ mở cái phần bàn đỡ này ra như thế này. Sau đó lần lượt đặt cái phần cái tấm kê này ở dưới cùng này. Sau đó thì đến một tấm lót cắt. Sau đó thì đến giấy. Đây là một tờ giấy A4, máy này khổ A5 cho nên là chúng ta sẽ phải gấp đôi giấy lại. Các bạn có thể cắt một hoặc là hai lớp giấy. Thường thì cái máy này thì người ta khuyến cáo là nên cắt một lớp giấy thôi, các loại máy cắt đều như thế hết. Nhưng mà để tăng năng suất thì thường chúng ta sẽ cắt hai lớp giấy. Không nên cắt nhiều hơn nha các bạn, nhiều hơn thì nó sẽ nhanh hỏng máy hoặc thậm chí là nó sẽ không cắt được. Đây là tờ giấy khổ A5, chúng ta sẽ đặt lên trên cái tấm lót cắt như thế này. Tiếp theo là sẽ đến khuôn thép. Khuôn thép thì sẽ có một cái mặt trơn và một cái mặt có dao như thế này. Thì chúng ta sẽ đặt cái mặt dao này xuống dưới giấy như thế này. Và cuối cùng đó là cái tấm lót cắt còn lại, chúng ta sẽ đặt lên trên. Đấy, thứ tự nó sẽ là cái tấm kê này, một cái tấm lót cắt này, đến giấy, đến khuôn và một cái tấm lót cắt ở trên cùng là xong. Sau đó thì các bạn đặt toàn bộ những cái tấm lót này vào cái phần trục máy, vào sát cái trục của cái máy này. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ một tay giữ những cái tấm này và một tay quay. Sau khi những cái tấm này nó đã ăn vào trong thì các bạn sẽ dùng một tay giữ ở trên đây và một tay quay để cho toàn bộ cái phần này nó đi qua bên kia thì nó sẽ cắt được. Đối với một số khuôn phức tạp ấy, thì chúng ta sẽ phải quay ngược lại thêm một lần nữa hoặc thậm chí là 3-4 lần tùy. Đấy là những cái khuôn làm thiệp phức tạp ấy. Còn khuôn làm hoa ấy, thì thường là chỉ 1-2 lần quay là đã xong rồi. Đó là cái cách sử dụng của cái máy này. Tại vì đây là máy mới, mình không dám cắt nó sẽ hằn cái vết lên đây. Cho nên là mình chỉ làm thị phạm như thế thôi. Còn cái cách dùng thì nó là như vậy nha các bạn.